Chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube Cường Lại Đình nha các bạn. Hôm nay mình mới mua cái lều xông hơi chống mũi. Bây giờ mình sẽ mở ra mình review cho các bạn xem. Thì giá của nó có 250.000 các bạn. Không biết giá bán online thì nó rẻ hơn không, nhưng mà bù lại tiền ship thì chắc nó cũng chỗ đó, khoảng 200 tới 250 các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ khui ra cũng như là mình xem thử bên trong như thế nào. Rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là cắt góc cái lều xông hơi lại luôn nha. Rồi ok. Thì cái vỏ bọc bên ngoài nó rất là xịn luôn các bạn. Nha, cái vỏ bọc nó rất là xịn nha. À, các bạn thấy không? Nó rất là xịn. Nó giống như cái mua áo mưa đồ mà nó hay có cái vỏ đựng này, nó không có dây kéo đâu, rất là tốt nha. À, thì nó uốn lại, nó xếp theo dạng hình tròn giống như cái bánh tráng, bánh đa đó các bạn. À, bây giờ mình sẽ bung ra. Bung mạnh quá. Đây, nó có cái hình giống cái bánh ú các bạn. Ủa, thật này có hai cái dây kéo à, để kéo bên trong, kéo bên ngoài. Đấy, rất là to nha. Chui vô. Thật sự là bên trong này chưa có cái đồ xông hơi các bạn, chưa có cái nồi xông, tuy nhiên là nó rất là nóng nha. Cái vải này nó rất là kín hơi luôn nè. Theo cảm nhận của mình là mình mới có chui vô ngồi thôi mà nó rất là kín hơi nha. Còn cái nơi bị gì đây? Nó mới mua về và rất là chứ. Đó, ok. Thì một người ngồi thì nó rộng rãi thoải mái các bạn. Lùi lại đây xíu. Rồi để cái nồi nước xông ngay dưới đây, hoặc là muốn rộng hơn xíu là ngồi trong góc ha, ngồi góc xong để cái nồi nước xông ngay bên góc bên này thì nó sẽ rộng nha các bạn, nó mới thoải mái đó. Nhưng mà người vừa vừa nha, người nào mà cao 1m8 trở lên là hơi chật, còn người mà cỡ 1m5 1m6 là vô tư thoải mái nha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách gấp cái trại xông hơi này lại như thế nào nha. Đó, bây giờ các bạn trước khi các bạn gấp này thì các bạn để bung ra như thế này. Đó, cái hình nó giống như cái lưỡi, cái miệng, cái lưỡi thò ra ngoài. Đó, rồi bây giờ các bạn gấp gấp này lại, hoặc gấp này lại là cái, nói chung là cái gấp ở phía cái trước cho các bạn, cái gấp ở phía mà các bạn mở dây, dây kéo đó. Đó, các bạn gấp gấp lại không? Không, gấp gấp lại. Đó, các bạn muốn chỉ nữa thì các bạn có thể khi mà gấp xong gấp á, các bạn kéo cái dây kéo lại luôn nha, kéo xong con tia lại nha. Thank you.
Đây các bạn, nếu mà các bạn muốn kỹ thì các bạn kéo cái sạc pha tia là như thế này, còn không thì các bạn không cần kéo cũng được, chỉ cần gấp lại như thế này. Còn cái đây, cái vải thường các bạn cứ để nó nằm ở dưới, còn gấp lại thì nó đẹp, nó ra cái giống như cái bức tường ba cạnh như thế này, rồi các bạn gấp lại đó. Rồi tiếp theo các bạn sẽ xả hết hơi, các bạn nhấn cho nó xả hết cái hơi, tại vì cái vải này nó kín hơi, các bạn nhấn cho nó xả hết hơi trong cái phần cái đáy nó lòi ra đây, là các bạn nhét vô, nhét vô hết dưới đó, các bạn nhét vô thì nó rất là đẹp, rất là ngay ngắn như thế này đó các bạn ha. Rồi tiếp theo các bạn sẽ để nằm xuống, là phía đây là cái đầu của các bạn, bên mé này là cái đầu, còn đây là hai cái chân đáy này đó, thì các bạn sẽ một chân các bạn nhậm đây, nhậm lên đầu với một chân nhậm lên đầu, một chân các bạn nhậm lên đầu, rồi hai tay thì các bạn nắm đây, hai tay các bạn nắm ở trên nhá, đó các bạn nắm theo như cái hình uốn cong đây các bạn ha, xoay lại cho các bạn xem này, đó hình uốn cong như thế này đó. Rồi tiếp đến thì các bạn sẽ bẻ cái tay trái vô đó, bẻ tay trái này, bẻ tay trái vô, rồi các bạn dùng cái chân này các bạn đá này, đá này là đó, rồi kéo tay phải lên gọn ơ luôn. Rồi bây giờ mình sẽ zoom, mình quay cận cảnh cho các bạn xem nhé. Rồi bây giờ mình sẽ làm lại một cách cực kỳ chậm rãi cho các bạn xem nhé. Bây giờ mình sẽ bung ra lại nè, nó đang ở trạng thái là rất là tròn, rất là đẹp như thế này, mình sẽ bung ra lại nha. Đó, bung ra lại thì các bạn sẽ thấy là phía bên này là cái phần đỉnh của cái lều nha, còn hai bên là cái phần đáy của cái lều, và một chân mình dậm cái phần đỉnh, rồi một bên là mình cầm ở giữa đây cho mình đưa lên cho nó gần đúng không, xong rồi mình sẽ dùng hai chân mình đạp, mình dùng hai chân mình đạp cái phần đỉnh, rồi mình dùng hai tay mình kéo các bạn giữ này, để sáu ngón tay ra hai bên và hai cái ngón cái ở giữa ra phần giữa xíu, và các bạn đè xuống là nó theo vòng cung như thế này. Rồi các bạn sẽ đưa mạnh dạn nha, đừng có sợ gãy nha, các bạn đưa cái tay trái vô đây, đưa tay trái không, các bạn gấp nè, gấp nè, rồi dùng cái chân trái các bạn đạp vô không, rồi các bạn đưa tay phải xuống rất là dễ dàng đúng không, làm lại nha. Rồi đưa vô đó, đưa vô đó, đưa vô, rồi xong xuôi thì các bạn nhét lại cái phần bên dưới này cho nó đẹp lại xíu nữa. Rồi ok, bây giờ mình sẽ lấy cái bọc này mình nhét vô trong cái bọc nữa là xong nha. Đó, nhét cái bọc rồi kéo sạch qua tia lại nữa là ok. Đó, nó đơn giản thôi các bạn. Nếu mà các bạn không biết ngõ gấp á thì các bạn cứ để cái lều bên ngoài nó rất là vướng chỗ nha, nó tốn nhiều diện tích. Nhưng mà nếu mà các bạn gấp xong á, nếu mà các bạn gấp xong á, các bạn để như thế này thì nó sẽ gọn gàng hơn, các bạn có thể treo lên các bạn cất nè. Với lại là nó đỡ bụi, nó đỡ bị bụi với lại mấy cái thứ linh tinh mà nó dính vô các bạn. Thôi ok các bạn, giờ là mình vừa mới review cho các bạn xem cái lều xông hơi giá 250.000, thì nó các bạn có thể mua nằm ở tầm giá từ 200 tới 250 hoặc 300.000, thì cái đó là tùy chỗ bán, mỗi chỗ bán thì giá nó hơi khác nhau xíu. Thì hồi nãy giờ mình chưa có thực sự là ngồi cái nồi xông hơi, nhưng mà chui trong này nó rất là nóng, với lại hướng dẫn cho các bạn là xem mình vận động cũng hơi nhiều nên rất là nóng cho các bạn. Đó, thì nếu mà các bạn trước kia các bạn không có cái lều này thì các bạn hay dùng cái mền á, cái chăn á, các bạn phủ lên, sau đó là các bạn bỏ cái nồi xông vô bên trong, các bạn chui vô, các bạn ngồi xong. Còn có cái lều này thì các bạn không có bị cái chăn mà nó bết bết vô người á, nó gây cảm giác khó chịu, thì ngồi xong nó rất là thoải mái á. Thì không biết là cái tuổi thọ của nó là có thể dùng được bao lâu, nhưng mà
mình thấy nó rất là ok, rất là bền. Sắc đồ, cái coi đồ nó cũng rất là cứng cáp nha. Với lại cái vải mùng của nó rất là, nhìn cái đường may của nó rất là chuẩn. Thôi ok, mình kết thúc cái video này tại đây. Nếu bạn yêu thích nội dung video này thì hãy nhấn đăng ký kênh YouTube Cường Gia Đình ủng hộ mình. Đồng thời nhấn like và chia sẻ video này cho mọi người cùng xem nhé bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo. Bye bye.